Xin chào các anh ạ, đến với video số 205 của kênh đầu câu Tokyo Japan nha. Sáng nay em chỉ lên là toàn là cướp cho mình thôi nha mấy anh. Đấy, phụ kiện thì chỉ toàn là cướp thôi ạ. Tất cả các mẫu cướp mà em có nha. Cần thì em sẽ lên cần tay nè, có 3 cây cần tay nha, chiều dài 5m4 và 6m3 cho mình ạ. Một vài cần ISO lóng dài, cần câu ngâm, cần 3 khúc phíp giá rẻ luôn ạ. Cuối clip thì sẽ có một cây cần lục nha, chiều dài 4m25 và cứng 35 ha, cứng AX cho mình luôn ạ. Phôi carbon xoắn hai da cho mình luôn, vàng khoen Fuji silicon luôn, đẹp keng ạ. Rồi em xin lên phụ kiện trước nha. Phụ kiện mã số 1 thì em gửi đến anh đó là cước Sufix nha. Cước này đường kính của nó là 0.35mm, tải cả trên dưới 10kg cho mình ạ. Combo 3 cuộn tổng thể là 300m nha, em bán với giá là 100k. Mã số 1 cước Sufix 0.35mm, tải cả 10kg, combo 3 cuộn 300m 100k, mã 1 100k. Mã số 2. Số 2 thì em gửi đến mấy anh đó là cước Sufix 0.45mm, tải cả 16kg nha. Đấy, một cuộn là 100m, combo 3 cuộn là 300m luôn ạ. Em bán với giá là 100k nha. Mã số 2 100k cho cái cước Sufix 0.45mm, tải cả 16kg ạ. Mã 2 100k. Mã số 3. Số 3 thì em có cước Team Daiwa nha. Cước này là cước hàng nội địa Nhật nha mấy anh. Đường kính là 0.3mm, tải cá trên dưới 7kg cho mình luôn. Loại này thì em cũng ghép combo 3 cuộn với nhau nha. Combo 3 cuộn ạ. Mỗi cuộn là 100m, 3 cuộn thì là 300m nha. Em bán với giá là 100k luôn ạ. Đây. Nó là cái màu như này nha mấy anh, màu xanh rêu nè. Sợi dây rất là dẻo dai nha. Cái cước này độ phản hồi rất là tốt ạ. Combo mã số 3 em bán với giá là 100k nha. Mã 3 100k cho cái cước Team Daiwa này ạ, tải cá 7kg. Mã số 4. Số 4 thì em có cước Wheel Cap, cước cá chép nha, đến từ hãng Bassa cho mình luôn. Cái loại này thì nó có đường kính là 0.22mm, tải cá trên dưới 6kg. Một cuộn là 150m, em ghép combo 2 cuộn là 300m nha. Em bán với giá là 120k nha, 120k cho cái cước này ạ. Mã số 4 120k, 300m dây này nha, tải cá trên dưới 6kg ạ. Mã số 4 120k. Mã số 5. Số 5 thì em có cước Mỹ American này, đến từ hãng Bassa, made in rõ ràng cho mình luôn. Cái loại này đường kính là 0.45mm, tải cá trên dưới 21kg nha. Đây, em bán với giá là 130k cho cái loại này nha. Em ghép combo 2 cuộn là gồm 260m nha. Combo 2 cuộn 260m ạ. Mã số... mã số 5 ạ. Em bán với giá là mã 5, em bán với giá là 130k mã 5. Mã số 6. Số 6 thì em có dù IGK, dù này là dù số 10 nha mấy anh. Tương đương với đường kính là 0.55mm ạ. Đây. 0.55mm nha. Một cuộn như này là 100m ạ. Đây có màu xanh rêu nha mấy anh, rất là tốt ạ. Hàng nội địa Nhật luôn, Japan này, made in Japan rõ ràng đầy đủ cho mình hết luôn nha. Combo 2 cuộn là 200m nha, em bán với giá là 100k, mã số 6 100k, mã 6 100. Mã số 7 ạ. Số 7 thì em gửi đến mấy anh đó là cước chính hãng Daiwa, hàng nội địa Nhật có tem nhập khẩu rõ ràng đầy đủ cho mình luôn. Không có sợ hàng trôi nổi nha. Hàng nội địa Nhật đây ạ. Đây nó có thông số đường kính đầy đủ cho mình luôn nha. Cái này là cước số 3 nha. Đường kính là 0.285mm, tải cá trên dưới 7kg nha mấy anh. Cái loại này câu ngâm, lăn xê, câu lô đều được luôn nha, tải cá trên dưới 7kg cho mình luôn ạ. Đấy. Loại này một hộp là 500m à, cước xịn nha. Nguyên zin luôn, chưa qua sử dụng ạ. Có tem đầy đủ cho mình hết luôn nha. Mịn, dẻo dai, chống xoắn dây và chống mài mòn dây cho mình luôn. Loại này rất là tốt. Combo mã số 7 em bán với giá là 130k, mã 7 130k cái loại này nha. Có màu xanh nước biếc nè, trong ha, đẹp với màu nước cho mình luôn, 130 ạ. Rồi em qua máy nha. Con máy mã số 1 thì em gửi đến mấy anh một con máy TA2000, con này chạy 8 mặt đạn nha. Cõi hợp kim, thân carbon cho mình luôn. Ratio là 5.2 nha, ra dây nhanh và thu dây nhanh cho mình luôn ạ, chuyên luôn. Được. Vào cước 0.18 là được 150m ạ, 0.2, 130 và 0.25 là 90m nha. Mô bin sóng nè, tiếng kêu lưỡi gà còn ha, cần gạt, con lăn, đổi tay quay trái phải đều được luôn, hoạt động máy đây ạ. Máy chạy mượt mà, chốt chặn đảo chiều đầy đủ cho mình luôn nha. Con máy mã số 1, xây thực 2000 nha mấy anh, phơm gọn nhẹ cho mình luôn ạ. Em bán với giá là 250k cho con máy này nha, chạy 8 bạc đạn, em mượt mã 1, 250k.
Mà số 2 thì em có một con máy Ultra Civic C4000, xây thực 4000 cho mình luôn. Radio 5.2, câu ngâm câu lô đều được nha mấy anh. Vô cứ 0.3 là được 160 m ạ, 0.3 5.2 và 0.4 là 85 m nhé. Radio 5.2 ạ, à, mobil sóng tiếng kêu lưỡi gà con nè, à, cần gạt con lăng ạ, à, đổi tay quay trái phải đều được. Đảo chiều chốt chặn ạ, à, con máy mã số 2 hoạt động tốt ạ, à, em bán với giá là 270k cho con máy này nhá, 270k. Mã số 3, số 3 thì em có một con máy gôn 7000 nha. Đấy, con này xây thực 7000, cõi hợp kim thân carbon luôn. Radio 5.2 cho mình luôn ạ. À. Vô cứ 0.35 là được 300 m ạ, 0.4 240 và 0.45 là 190 nha. Máy chạy với bạc đạn luôn nha mấy anh. Con này vào cước không. Đây, em mới đọc rồi. Mobin sóng tiếng kêu lưỡi gà con ạ, à, cần gạt con lăn. Đổi tay quay trái phải đều được luôn nhé. Hoạt động máy đây. Máy chạy im mượt. Cầu ngâm lăng C đánh lục săn hàng đều được luôn nha. Tại vì radio nó cao ha, ra dây nhanh và thu dây nhanh cho mình luôn. Máy hoạt động tốt, xây thực 7000, em bán với giá là 290k cho con máy này ạ, 290 ạ, 290. Rồi em qua cần nha mấy anh. Cây cần mã số 1 thì em gửi đến mấy anh một cây cần Harmon đỏ nha. Cây này chiều dài 5m4 cho mình luôn ạ, à, phôi là phôi carbon xoắn nha. Cây này trọng lượng là 206g và ngọn 0.9 ly cho mình nha, ngọn 0.9 ly ạ. À, em ra cần cho mình xem luôn. Cây này độ cứng 45H nha anh, phôi là hàng Korea xuất Nhật nha, phôi rất là chắc chắn cho mình ạ. À, cứng cáp cho mình luôn, ngọn 0.9 ly ạ. À, phôi carbon xoắn cho mình luôn nè, ngọn cần ra rất là thẳng luôn nha, không bị võng gì đâu ạ. À, hàng đẹp keng nha, độ mới cao không lỗi lầm đâu ạ. À, cái cần mã số 1, cái cần tay chiều dài 5m4 đến từ hãng Harmon nha, một cây Harmon đỏ cứng 45H, em bán với giá là 370k cho cây cần này nhé, 370k cho cây cần này ạ, 370 ạ. Mã số 2, số 2 thì em có một cây cần đây, cây này thì cái phôi carbon nhám cho mình luôn nha, chiều dài 6m3, trọng lượng của cây cần này là 240g và ngọn 0.9 ly. Đây, tổng thể cây cần nó là như này nhé, em ra cần cho mình xem luôn. Cái cần này để độ cứng cũng tầm khoảng là 4 cho tới 5H nha, ngọn cần ra thẳng luôn này, phôi carbon xoắn luôn, phía ngoài là carbon nhám còn cái phôi là carbon xoắn nha mấy anh, xoắn đẹp cho mình luôn ạ, à, sáng chân luôn nha, đẹp càng. Cây cần mã số 2 à, một cây cần tay chiều dài 6m3 cứng 45H, trọng lượng 240g và ngọn 0.9 ly, em bán với giá là 320k cho cây cần này nhé, 320k, 320, mẫu mã như này nha mấy anh, cái phôi nhìn rất là đẹp nha. Mã số 3 thì em gửi đến mấy anh một cây cần tay đây, à, XSRI nha, đấy chiều dài 5m4 nha mấy anh, phôi là phôi carbon xoắn màu xanh, à, màu này là màu xanh rêu nha, nó ôm re màu ánh tím ở khúc đầu và khúc cuối này, rất là đẹp ha. Đây, cây này thì nó có trọng lượng là 200g, ngọn 0.9 ly, thu gọn 71cm nha. Độ cứng thì tầm khoảng là 4H cho tới 4.5H nha, 4H cho tới 4.5H ạ. À, đây em ra cần cho mình xem luôn nhé, ngọn cần 0.9 ly đây ạ. À, ngọn cần ra thẳng tắp cho mình luôn, không võng gì hết. Phôi thì phôi carbon xoắn đây. Cái lóng này thì nó có cái màu xanh rêu nhìn đẹp ha, sáng bóng luôn, không một vết trầy xước nha mấy anh, độ mới cao luôn ạ. À, cây cần mã số 3, một cây cần tay chiều dài 5m4 nha mấy anh, 5m4 ạ, à, em bán với giá là 690k cho cái phôi này nhá, phôi này phôi rất là ok, ổn áp ạ, à, à, phôi xịn cho mình luôn nha, phôi cứng cáp ạ. À, mã số 3 690k nha, cứng tầm khoảng 4 cho tới 4.5H nha mấy anh. Rồi mã số 4 thì em gửi đến mấy anh là một cặp gác cần nha, đây cái này gác cần hãng Dawa cho mình luôn nha. Hàng này là hàng mới chưa qua sử dụng đâu nha mấy anh. Đấy, cái đầu của nó thì nó màu đen như này nhá. Cái này là phôi carbon nha, chiều dài là 1m nha mấy anh, 1m à. Khúc cuối cái góc của nó là bằng kim loại nha mấy anh, rất là chắc chắn nhọn cho mình luôn nè. Đây, chiều dài 1m nha, phôi carbon cho mình luôn. Đấy, rất là cứng cáp ạ. À, cặp cần mã số 4 mà em bán với giá là 250k nha. Em bán nguyên cặp không xé lẻ ra đâu nha mấy anh. Mã số 4 ạ. À,
Mã 4 nha, 250k mã 4 ạ. Mã số 5. Số 5 thì em gửi đến mấy anh là một cây cần ISO nha. Cây này có cái phôi carbon xoắn nhìn rất là đã tay nha. Cây này là chiều dài 4m2 nha. Độ cứng 2 cho mình luôn nè, đến từ hãng NFT nha. Cây này cầm rất là chắc tay ạ. Cây này trọng lượng 550g và ngọn 2 ly cho mình luôn, ngọn đẹp luôn ạ. Vàng khoen Fuji loại xứ phát quang cho mình luôn nha. Fuji loại xứ xám phát quang ạ. Đấy. Bát là bát Fuji nha. Tổng thể cây cần nó là như này nha mấy anh. Đấy. Rất là đẹp nha, cầm rất là chắc tay luôn ạ. Em ra cần cho mình xem luôn nhé. Cây này độ mới gần như hoàn hảo luôn nha mấy anh, chỉ thiếu cái túi nữa thôi đó. Phôi carbon xoắn nè. Cây này cầm rất là chắc tay luôn, cái phôi rất là cứng cáp ạ. Nó để cứng 2 nhưng mà em cảm thấy là cái phôi này nó rất là cứng nha mấy anh, rất là cứng ạ. Độ cứng cao nha, không phải là 2 đâu. Phôi này xịn quá ạ. Quá xịn luôn mấy anh ơi. Cây cần mã số 5 mà em bán với giá là 1.350.000 nha, đến từ hãng NFT, hàng nội địa Nhật nha mấy anh. Cây này hàng nội địa Nhật nha, ngọn to nè, phôi cứng cho mình luôn. Đấy, phôi cứng cho mình luôn ha. Cây này quá xá đẹp. Cây cần mã số 5, 1.350.000. Mã số 6 thì em có một cây cần đây. Cây cần này thì nó chiều dài là 2m7 nha. Cứng tầm khoảng là 25 nha mấy anh, cứng tầm khoảng 25 cho mình luôn. Bát là bát Fuji. Cây này phôi carbon nha, vàng khoen Fuji loại xứ xám cho mình luôn ạ. Trọng lượng của cây cần này là 141g và ngọn 1.9 ly nha. Ngọn 1.9 ly ạ. Phôi carbon chiều dài 2m7 cứng 25. Em ra cần cho mình xem luôn nhé. Đây ạ. Màu nước sơn còn sáng bóng nha, một cây ISO lóng dài nha mấy anh, ISO lóng dài. Phôi nước sơn còn đẹp kem luôn nha. 2m7. Cái cần mã số 6 chiều dài 2m7 cứng 25 mà em bán với giá là 630k cho cây cần này ạ. 630k nha, 630 cho cây cần mã số 6 nè, 630. Mã số 7 thì em gửi đến với anh một cây cần ISO chiều dài là 5m3 độ cứng 3 nha, hàng China xuất Nhật, phôi là phôi carbon luôn. Màu nước sơn còn đẹp keng ạ, bát là bát Fuji. Vàng khoen Fuji loại xứ cho mình luôn nha, bo tròn chống xoắn dây và chống mài mòn dây. Đến từ hãng Shimano nha mấy anh, cây này đến từ hãng Shimano, đẹp keng cho mình luôn nha. Đấy, tem vàng còn đầy đủ hết luôn nè. Đấy, cây này độ mới còn cao hơn 90% nha. Anh mấy anh coi vàng khoen của nó nè. Vàng khoen cực đẹp luôn nha, sáng bóng cho mình luôn à. Bộ khoen này rất là đẹp luôn. Ngọn 0.6 ly đây ạ. Phôi các con xoắn cho mình luôn nha. Đấy. Phôi đẹp cho mình luôn, 5m3 cứng 4 ạ. Cây cần mã số 7 em bán với giá là 830k cho cây cần này nhá, 830k, 830. Đây. 830 ạ. Mã số 7 830k. Mã số 8. Số 8 thì em có một cây chiều dài là 5m3 cứng 4 nha. Hàng Korea xuất Nhật cho mình luôn, tem vàng còn đầy đủ ạ. Cây này nó có cái tay cầm dưới này vàng nhám nha. Đây rất là chắc chắn này. Master bát Fuji, vàng khoen Fuji loại xứ xám bo tròn cho mình luôn. Trọng lượng 380g và ngọn 1.8 ly nha, ngọn 1.8 ly. Vàng khoen đây ạ. À. Vàng khoen loại xứ đẹp keng cho mình luôn nha, đẹp keng luôn ạ. À. Loại xứ xám luôn. Bát khoen Fuji, bát Fuji luôn. Một ngọn 1.8 ly đây ạ. À. Phôi các con xoắn cho mình luôn nha mấy anh, hôm nay cần đẹp keng không nha. Phôi sáng bóng luôn nha, chỉ có một vài vết xước lông mèo thôi nhưng không đáng kể ạ. Đấy, phôi đẹp keng cho mình luôn. Cây cần mã số 8 em bán với giá là 1.050.000 cho cây cần chiều dài này, 5m3 cứng 4 nha. Cây cần này cái phôi đẹp nha, giá như vậy là quá rẻ luôn mấy anh ơi. Vàng khoen còn đẹp keng cho mình luôn ạ. Đây, chiều dài 5m3 cứng 4 cho mình luôn ạ. Rất là đẹp. Mã số 8 1.050.000. Mã số 9 ạ.
Số 9 thì em có một cây 5m3 cứng 4 luôn, hàng Indo nha mấy anh. Đấy, hàng Indo cho mình luôn nè. Cây này nó đến từ hãng Shimano. Một cây Holiday 15 ISO XT nha, XT. Phôi là phôi dạng ánh tuyến nha, phôi carbon này, nước sơn ánh tuyến nhìn cực đẹp nha mấy anh. Cây này nó có trọng lượng là 350g và ngọn 1.4 ly nha, bát Fuji luôn nè. Đấy, hàng Indonesia xuất Nhật luôn. Vàng khoen đây, khoen Fuji đây, lỗi xứ xám nè. Ra cần cho mình xem luôn nha mấy anh, ngọn 1.4 ly luôn ạ. Đấy, màu nước sơn đẹp keng luôn. Cây này độ mới gần như hoàn hảo luôn nha mấy anh, hơn 95% luôn ạ. Sáng bóng luôn, cần đẹp quá ạ. Cái cần mã số 9 nè, một cây cần ISO nha, chiều dài 5m3, cứng 4 à, cứng 4 nè. Em bán với giá là 1.150.000 cho cây cần này nhé, 1150 ạ, 1150 nha mấy anh. Cây này đẹp, phôi đẹp luôn, cứng cáp cho mình ạ. Hàng Indonesia xuất Nhật, mã số 9, 1.150.000, 1150 nha, 1150. Mã số 10 ạ. Số 10 thì em gửi đến với anh một cây cần Trophy, chiều dài 2m1 ạ. Cây này câu ngâm câu cá bạo lực nha mấy anh. Ngâm lăn xê đánh cá tra sông vẫn được. Tải mồi từ 70 cho tới 100g nha. Này, bát đây ạ. Tay cầm cá mút luôn. Cây này tải mồi vô tư nha. Màu cam và màu xanh ombre với nhau rất đẹp ạ. Ngọn 3,4 ly và trọng lượng 244g ha. Vàng khoen lõi sứ phát quang đẹp keng cho mình luôn nè. Đấy, màu nước sơn còn rất là ok nha. Cây cần mã số 10, chiều dài 2m1 và em bán với giá là 190k cho cây cần này nhé, 190k. Mã số 11 thì em có một cây Winraren, chiều dài 2m1 luôn. Đây, cây này độ cứng 60 tới 100 lận nha mấy anh. Sử dụng dây PE từ dây số 3 tới dây số 6 ạ. Ngọn là 3,6 ly, trọng lượng là 196g. Vàng khoan thiết kế nòng súng thấp này. Cây này nó có cái phôi carbon xoắn cho mình luôn nha, đẹp keng ạ. Bát là bát Fuji nha. Cây này đã có thử nghiệm tại tỉnh 2kg rồi nha mấy anh, rất là ok ha. Còn câu cá lớn nhỏ thì tùy thuộc vào kỹ năng của mấy anh nữa nha. Cây cần thì hỗ trợ một phần thôi ạ. Đấy, khúc cuối có một cái khoen cục dây bảo hộ đây ạ. Cây cần mã số 11, một cây Winraren nha, chiều dài 2m1, em bán với giá là 350k cho cây cần này ạ. Mã 11, 350 ạ. Mã số 12, 12 thì em có một cây đây. Cây này chiều dài 2m4 nha, cây Raren nha mấy anh. Đây, Raren này có màu xanh lá nõn chuối nha mấy anh, xanh lá nõn chuối đẹp cực cho mình nè. Cây này nó cũng có độ cứng 60 cho tới 100 nha, sử dụng dây PE từ dây số 3 tới dây số 6 ạ. Thiết kế giang khoen nòng súng chịu lực tốt cho mình luôn. Ngọn tận 4 ly nha mấy anh, ngọn 4 ly lận ạ. Trọng lượng của cây cần này là 233g, 233g cho cây cần này nha, ngọn 4 ly nha. Vàng khoen này đẹp keng ha, phôi là phôi carbon xoắn ẩn mình với màu nước sơn nha mấy anh, rất là đẹp ha. Đấy, cái bát đây, cây này màu đẹp quá à, sáng trưng cho mình luôn nha, đẹp keng, độ mới cao không lỗi lầm. Cái cần mã số 12, chiều dài 2m4 ạ. Em bán với giá là 280k, ngọn 4 ly nha, 280k. Mã số 13 thì em có một cây cần 3 khúc phíp cho mình nha mấy anh, 3 khúc phíp ạ. Cây này nó có chiều dài là, để em đo, chiều dài 2m7 nha, trọng lượng 328g và ngọn 3 ly cho mình luôn nha. Cây này độ mới còn tầm khoảng 80% thôi mấy anh, 80% thôi. Đấy, nó hơi cũ nha, cây này hơi cũ ạ. Nhưng mà cái độ cứng của nó còn rất là ok nha. Cái cần mã số 13, chiều dài 2m7 và em bán với giá là 230k cho cây cần này nhé, 230k, chiều dài 2m7 nha, 3 khúc à. Cái này là không phải nó bị dập ghẻ lóng gì người ta quấn lệ đâu nha mấy anh. Đây, người ta muốn bo lại cho nó kiểu như nó có lực hơn thôi nha. Đấy, không phải bị hư hỏng gì đâu nha. Cái cần mã số 13, 230k. Mã số 14 ạ, một cây chiều dài 2m8 nha, nó hơi bị hụt ngọn một chút xíu nha, nên em bán giá rẻ cho mình luôn ạ. Đáng lẽ là nó 3m nên nó bị hụt hết 2 tấc rồi nha. Đấy, 2 tấc nên là nó còn 2m8 thôi. Cây này đến từ hãng Olympic nha mấy anh.
cái màu phôi của nó còn sáng trưng nha, cái đầu bu của nó này rất là ok nè. Đấy, đầu bu này chịu lực ha. Cây này là trọng lượng 316 gram và ngọn 4 ly 2 nha, ngọn 4 ly 2. Đây. Chiều dài 2m8 nha, vàng khoen loại sứ trắng cho mình luôn. Màu nước sơn còn sáng bóng luôn ạ. À. Cây cần mã số 14 và chiều dài 2m8 nè. Mấy cây này phíp này thì nó độ cứng tầm khoảng là 25-30 nha mấy anh. 25-30 nha. Mã số 14 em bán với giá là 190k, mã 14 190. Mã 15 ạ. À. 15 thì em có một cây 3 mét đây. Đến từ hãng Olympic cho mình luôn, có cái màu cam nhìn rất là dạ quang, rất là sáng ha. Cây này nó có trọng lượng là 320 gram và ngọn của nó là 2.5 ly nha, ngọn 2.5 ly ạ. À. Đây. Ngọn 2.5 ly ha. Màu nước sơn này. Cây này độ mới còn 85% nha mấy anh, có vài vết trầy xước theo thời gian nha, nhưng không đáng kể ạ. À. Ngay chỗ này nó bị trầy như này nha. Đó, bát nó nhìn bát kim loại cho mình rất là chắc chắn nha. Mã số 15, chiều dài 3m, đến từ hãng Olympic ạ. À. Ngọn là 2 ly 5, trọng lượng là 320g. Em bán với giá là 320k nha mấy anh. 320k cho cây cần này ạ. À. 320 ạ. À. 320k ạ. À. Mã số 16. 16 thì em có một cây cần này đây, cây này chiều dài 3m6 nha. 3m6 cứng tầm khoảng 20 cho tới 25 nha mấy anh. Cây này thì nó có trọng lượng là 519g và ngọn 3 ly 6 nha. Đây, ngọn 3 ly 6 trọng lượng là 519g. Cái màu phôi cũng còn sáng cho mình luôn. Nó bị trầy xước ngay chỗ này như này nha. Rất là nhẹ nhàng ha, không phải nặng nề gì đâu ạ. À. Mấy cây phíp mà cái độ mới của nó như này là còn rất là ok nha mấy anh. Rất là sáng rồi. Bát kim loại cho mình luôn. Màu nâu ha. Phút cuối đây. Đó, còn rất là ok ạ. À. Cái cần mã số 16 và chiều dài là 3m6, em bán với giá là 270k cho cây cần này nhé. 270k cho tổng thể cây cần này, 3 khúc 3m6 ạ. À. Mã 16. Mã 17 ạ. À. 17 thì em có một cây chiều dài cũng 3m6 luôn. Cây này thì nó có màu đen nha mấy anh. Cái khoen của nó rất là to luôn nha. Bát thì bát kim loại cho mình ạ. À. Cây này nó có trọng lượng là 580g, ngọn 3 ly 4 cho mình luôn nha, ngọn 3 ly 4. Màu nước sơn còn sáng, cây này độ mới tầm khoảng là 85 cho tới 90% nha, độ mới còn cao cho mình ha. Đấy, nó có bị trầy dâm nhẹ nhẹ thôi chứ không có bị gì nhiều đâu nha mấy anh, dâm nhẹ thôi. Vàng khoen loại sứ trắng cho mình hết luôn nha, khoen rất là to đây nè. Đấy, bát là bát kim loại ha. Cái cần mã số 17, chiều dài là 3m6 à, em bán với giá là 350k cho cây cần này nhé. 350k ạ, 350 ạ. À. Mã 17 350k. Mã 19 ạ. À. 19 thì em gửi đến mấy anh một cây cần đến từ hãng Olympic, chiều dài 3m9, hàng Korea xuất Nhật cho mình luôn nha. Đấy, cây tên là Amazon 3m9 nha. Hàng Korea xuất Nhật, hãng Olympic ạ. À. Cây này thì vàng khoen loại sứ còn đẹp keng cho mình luôn nha, sáng bóng cho mình luôn ạ. À. Trọng lượng là 580g và ngọn 4 ly, ngọn to cho mình luôn nha, ngọn to. À. Đây, màu nước sơn của nó là như này nha, sáng trưng luôn ha. Cái này bị dính keo không phải trầy xước đâu nha mấy anh. Mình về mình vệ sinh lại là nó sáng thôi à. Đấy, không phải, cái đó dính keo á, lúc vận chuyển về họ quấn keo á nên nó bị dính chặt ấy. À, cái này là bát kim loại nha, bát kim loại cho mình. Màu nước sơn còn sáng nha, cây này độ mới còn tầm khoảng là 85 cho tới 90% nha, do nó cái vết mấy vết này nó bị dính keo nha. Đấy, chùi lau chùi vệ sinh lại là nó đẹp thôi ha. Mã số 18 mà em bán với giá là 290k, chiều dài tận 3m9 nha. 290k, 290 cho cái cây cần này nha, chiều dài 3m9 đây ạ. À. Mã số 19 ạ. À. 19 thì em có một cây 3m9 luôn đây ạ, à. Một cây 3m9 nha. Cây này thì nó đến hàng nội địa Nhật nha mấy anh, chính hãng đa qua cho mình luôn. Trọng lượng của cây cần này là 707g và ngọn 3 ly 1 cho mình luôn ha. Đánh lục đầu cần, ghền, bạch bãi đều được hết luôn cho mình nha. Cây này phôi nước sơn còn sáng này. Đó. Vàng khoen của nó cái này là nó bị dính dơ chứ không phải là bị rỉ nha mấy anh. Đây, cái bát nè. Cái vàng khoen còn sáng trưng cho mình luôn nha. Bát kim loại luôn, bát Fuji cho mình luôn ha. Đấy. Màu nước sơn còn đẹp keng đây.
Cây cần mã số 19 ạ, à, em bán với giá là 320k cho cây cần này nhá. Chiều dài 3m9, chính hãng đa qua hàng nội địa Nhật nha mấy anh. Cây này hàng nội địa Nhật nha. Mã số 19 ạ, à, em bán với giá là 320k nha. 320k cho cây cần mã số 19 này ạ. À. Mã số 20. 20 thì em có một cái cây cái phôi phíp này rồi, nhìn rất là chắc chắn nha. Đấy, cây này độ mới còn cao nha mấy anh, do cái khoen nó bị dính cặn mũi biển ha, nó hơi bị xấu nhẹ ở cái khoen thôi, nhưng mà cái chất lượng cây cần còn rất là tốt nha. Cây này nó có trọng lượng là 727g và ngọn 3 ly 8 nha, ngọn 3 ly 8 vàng khoen loại sứ trắng cho mình luôn. Ngọn 3 ly 8 ạ, à, trọng lượng 727g đây ạ. À. Đấy, cái màu phôi còn đẹp keng nha mấy anh, bát đây. Bát này rất là chắc chắn nha, cái bát này rất là to ha. Đây, cái này nó dính cặn mũi biển nha mấy anh, không phải bị rỉ gì đâu ha, về vệ sinh lại là đẹp thôi, chà nhám rồi đó. Các kiểu vô. À, mã số 20 em bán với giá là 350k nha, mã 20 350k, mã 20 ạ. À. Mã 21 thì em có một cây đến từ hãng Olympic luôn. Đây, hãng Olympic ạ. À. Chiều dài là 39 luôn nha mấy anh. Cây này nó có trọng lượng là 735g và ngọn 3 ly rưỡi nha. Ngọn 3 ly rưỡi ạ, cứng cũng tầm khoảng là 30 nha mấy anh. Đây, cây này thì nó bị trầy xước dâm nhẹ như này nhá. Vàng khoen loại sứ còn đẹp keng cho mình luôn nè. Sứ cây đẹp ha. Đấy, đến từ hãng Olympic nha mấy anh. Đến từ hãng Olympic ạ. Cái bát này rất là to cho mình nha, nhìn rất là chắc chắn ạ. Đây, khoen to luôn. Góc của nó như thế này nha, góc này là cái cán gỗ nha mấy anh, cán gỗ cho mình luôn ha, tay cầm cán gỗ luôn. Trọng lượng là 735g và ngọn 3 ly rưỡi nha. Cây cần mã số 21 ạ, à, em bán với giá là 380k cho cây cần này nha, 380k. Cây này cái phôi còn rất đẹp, vàng khoen đẹp keng luôn. Mã số 21 380k. Mã số 22 ạ. À. 22 thì em gửi đến mấy anh là một cái cây chuyên đánh lục này nha. Để đánh lục đầu cần bạc vải nè. Cây này là chiều dài 4m25, cứng 35 nha. Đấy, AX cho mình luôn ha. Phôi là phôi carbon xoắn cho mình luôn, là xoắn hai da nha mấy anh. Để em xem cây này nó có trọng lượng là bao nhiêu nha. Cây này nó có trọng lượng là 560g nha mấy anh, 560g ạ. À. 560 ạ. À. Cái này ngọn 3 ly 8 nha mấy anh. Vàng khoen đây, đầu bu nhìn rất là đẹp nha. Ngọn 3 ly 8 trọng lượng 560g. Phôi cực đẹp cho mình luôn. Vàng khoen tất cả đều là khoen Fuji Silicon cho mình hết luôn nha, sáng trưng hết luôn ạ. À. Đấy. Cái phôi carbon rất là ổn áp nha, rất là xịn cho mình, cầm rất là chắc tay nha. Phôi đẹp cho mình luôn. Chiều dài 4m25, độ cứng 35 nha. Vàng khoen Fuji Silicon cho mình luôn ạ. À. Đấy. Bát đây ạ. À. Bát Fuji cho mình luôn ha. Bát rất là chắc chắn. Một cây chuyên lục ạ, à, chuyên lục đầu cần bạc bãi nha, gần nè, à, cho mình ạ. À. Chiều dài 4m25, cứng 35, cứng AX cho mình, vàng khoen thiết kế nè, ba chân cho mình luôn nha, chịu lực tốt ha. Ngọn là 3 ly 8, trọng lượng là 560g nha, 560g ạ. À. Em bán với giá là 3.150k nha, 3.150 nha mấy anh, 3.150 cho cây cần này nhé. Mấy cây cần này phôi rất là ổn áp nha. Anh nào mà thích đánh câu lục thì cây này trải nghiệm thử nha mấy anh. Phôi cực đẹp cho mình luôn. Cây cần mã số 22, 3.150k. Rồi, cây cần kết thúc video ngày hôm nay của em. Cảm ơn các anh đã xem hết video của em nhé. Các anh có cần tư vấn hoặc đặt hàng có thể liên hệ với số điện thoại nghiêm trên màn hình nha. Hoặc Zalo của em số 0344 555 188 nha. Chúc các anh đi câu vui vẻ và thuận lợi được nhiều cá. Hẹn các anh ở video tiếp theo. Chào các anh.